Em Sơn Lâm, mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi và xem kênh Bất Động Sản Bầu Trời Xanh Gia Lai ạ. Hôm nay em giới thiệu lên cho quý cô chú anh chị chúng ta một lô đất mặt tiền đường quốc lộ 14 ạ. Và hướng này là hướng chúng ta thông về tỉnh Đắk Lắk, thành phố Buôn Ma Thuột ạ. Đường chúng ta là đường tuyến Bắc Nam, quốc lộ 14A. Và hướng ngược lại đây là chúng ta di chuyển thông về trung tâm xã và thông về trung tâm thị trấn, cũng là hướng chúng ta thông về thành phố Pleiku, Gia Lai ạ. Từ vị trí này chúng ta di chuyển về trung tâm thị trấn khoảng 10 km ạ. Và chúng ta di chuyển thông về trung tâm thành phố Pleiku, Gia Lai khoảng 60 km, quý cô chú anh chị nhé. Và lô đất mặt tiền đường của chúng ta theo hướng màn hình em đang quay đây ạ, là 16 m ngang, chiều sâu 50 m và có 200 m đất thổ cư. Đất chúng ta có hướng là hướng đông nhé. Và lô đất chúng ta là lô góc hai mặt tiền đường. Mặt tiền đường lô 2 của chúng ta là thể hiện đường 8 m nhé. Trên đất chúng ta thì có một căn nhà cấp 4, có một phòng khách và hai phòng ngủ, và có phòng ăn và phòng nấu nướng phía sau đầy đủ hết ạ. Quý anh chị chúng ta có thể quan sát căn nhà khá là rộng và chắc chắn nhé. Khu vực này dân cư ở xung quanh cũng khá là đông, và tuyến đường chúng ta là tuyến đường dài Bắc Nam. Chúng ta có thể làm cái quán võng, quán nước ở đây thì em nghĩ là cũng khá là phù hợp nhé. Và đất chúng ta là lô góc hai mặt tiền đường. Đường lô 2 của chúng ta là đường thể hiện đường 8 m ạ. Và gia chủ đang gửi em bán với giá là 1 tỷ 250 triệu cho tổng lô đất chúng ta là 16 m ngang ạ. Giá còn thương lượng và bao sổ sách cho quý anh chị. Và đây là con đường lô 2 nhé. Con đường lô 2 của chúng ta chạy dọc theo hông lô đất chúng ta là đường thể hiện đường 8 m. Rất là giá trị cho một lô đất mặt tiền đường quốc lộ 14, hai mặt tiền đường. Vâng, bây giờ em sẽ đi vào bên trong, em quay quý anh chị chúng ta xem chi tiết về cái công năng sử dụng của căn nhà chúng ta, để quý anh chị chúng ta ở xa chúng ta cũng nắm bắt chi tiết và rõ hơn về cái căn nhà này và lô đất này quý anh chị nhé. Căn nhà chúng ta còn khá là chắc chắn và rộng. Khi chúng ta mua cái sản phẩm này thì có sẵn căn nhà để chúng ta ở, thì chúng ta làm thêm cái phía trước để chúng ta làm cái mặt bằng để chúng ta kinh doanh. Ví dụ như chúng ta làm cái quán nước, quán võng thì em nghĩ là khá là phù hợp ạ. Chúng ta có thể vừa ở vừa kinh doanh. Nhìn vào thì có cái cửa nách đây, thì chúng ta có thể dắt xe cộ vào cái phòng này. Và hướng đây là chúng ta nhìn ra phòng khách và phòng ngủ đây ạ. Phòng này rất là rộng, chúng ta có thể đặt cái bàn ăn ở đây. Chúng ta đặt cái bàn ăn ở đây và phía sau thì có phòng nấu nướng và bể nước đầy đủ hết. Vâng, quý cô chú anh chị chúng ta quan tâm thì gọi điện cho em theo số điện thoại 0822 727 679 ạ. Và kết bạn Zalo với em. Em sẽ tư vấn kỹ hơn và gửi thông tin cho quý anh chị chúng ta tham khảo ạ. Và bên cạnh đây có cửa nhìn ra bên bên hông. Lô đất chúng ta còn rất là rộng nhé. Còn phần diện tích còn lại còn rất là rộng ạ. Rồi em sẽ đi vào em quay phòng ngủ và phòng khách cho quý cô chú anh chị chúng ta quan sát ạ. Căn nhà của chúng ta là có hai phòng ngủ ạ. Đây là phòng ngủ đầu tiên đây ạ. Phòng ngủ của chúng ta thì có cửa khung ngoại rất là đầy đủ ạ. Và có cửa sổ lấy ánh sáng tự nhiên. Phòng ngủ của chúng ta khá là rộng nhé. Và tiếp theo phòng ngủ thứ hai thì cũng khá là rộng và cũng có cửa sổ để lấy ánh sáng tự nhiên ạ. Và sau cùng là phòng khách của chúng ta. Vâng, phòng khách của chúng ta nhìn vào thì có cái cửa chính và hai bên là hai cửa sổ rất là thoáng mát ạ. Và em xin nhắc lại thông tin lô đất chúng ta.
Nơi đất chúng ta thì có tổng diện tích bề ngang mặt tiền quốc lộ 14 là 16 mét ạ. Chiều sâu 50 mét và có 200 mét đất ở. Trên đất thì có một căn nhà cấp 4 khá là rộng, quý anh chị chúng ta có thể quan sát ạ. Và đất chúng ta là lô góc hai mặt tiền đường. Mặt tiền đường lô 2 của chúng ta là thể hiện 8 mét. Khu vực này thì chúng ta có thể vừa ở vừa kinh doanh, như là chúng ta mở quán nước hoặc là quán võng, hoặc là chúng ta có thể làm kinh doanh những cái mặt hàng khác cũng được quý cô chú anh chị nhé. Vâng, bây giờ em cũng xin phép được kết thúc video ở đây ạ. Xin chào, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị chúng ta ở những video tiếp theo ạ.